Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhóm thông tin bất động sản Alo căn hộ SG giới thiệu với các bạn là thực tế cái khu dinh thự tại Vinhome Grand Park. Thì cái khu dinh thự này thì hiện tại là đang được triển khai thi công và do Mastery phát triển. Thì cái khu này thì quy mô của nó là 24 hecta, thì bao gồm là các cái căn là biệt thự và dinh thự, có diện tích là 500 đến 1.000 mét vuông. Thế đâu đó thì nó rơi vào tổng khoảng hơn 100 căn, hơn 100 sản phẩm ở tại đây. Hiện tại thì tôi đang đi trên từ phía ngoài đường Phước Thiện đi vào, thì đây là đường Phước Thiện nối dài. Cái mé bên này đây thì là khu của Vinhome với lại khu Manhattan và Manhattan Glory. Đây còn mé bên này đây thì nó sẽ là khu biệt thự và dinh thự, là nó sẽ là ngay là ven sông luôn. Tất cả các căn gần như là đến 70% các căn là đều có hai mặt sông, và 100% các căn đều là có mặt sông cả. Người ta gọi là ngay ven sông Đồng Nai luôn. Đấy, hiện tại thì ghế thì là cái khu này đây đang được làm cây san lấp đất đá đi lên. Trong này thì nó cũng chưa triển khai xây dựng gì nhiều, chủ yếu là san lấp thôi các bạn ạ. Đây cù là đường và cù lao còn. Đấy. Thì vừa nãy là cái đường của lao Phước Thiện, là sau này thì nó cũng là một dự án thành phần của Vinhome rồi. Đây hiện tại là các bạn có thể nhìn thấy khu dinh thự này, có thể xe ra vào đậu xe đất đá rất là nhiều. Thì dự kiến là cái khu dinh thự này thì sẽ được Masterai phát triển ở cái định vụ là phân khúc từ hạng sang và đi cùng với thương hiệu Elisab. Là đây là cái thương hiệu của thời trang, đầu tiên nó là thương hiệu thời trang và sau này nó phát triển thành là cái thương hiệu khu dân cư, thì nó cũng giống như là những cái thương hiệu ô tô sang chảnh nổi tiếng khác thôi, thì là đều là có cái bàn tay thiết kế của những cái nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thì cái khu căn hộ, khu biệt thự này thì cũng sẽ thế thôi, thì là sẽ được gắn với thương hiệu Elisab nổi tiếng. Đấy, còn đây là cái này là cái cầu Long Đại đây. Cầu Long Đại thì hiện tại thì là chưa có hợp long, còn khoảng một nhịp nữa và cái đường dẫn lên. Đấy, thì dự kiến là khi mà triển khai cái khu dinh thự này thì cầu Long Đại này nó cũng sẽ hoàn thành nhá, để thuận tiện đi lại, kết nối đi lại. Đây thì thực tế là cái tiến độ thì là nó cũng mới là đang là làm là san lấp thôi, chưa có thi công gì nhiều. Thì nhưng mà những phân khu thấp tầng này thì thời gian triển khai thi công thì nó cũng nhanh thôi, đâu đó khoảng hơn năm thì nó đã hoàn thành. Thì dự kiến là trong năm nay thì là chủ đầu tư Masterai sẽ là công bố cái thông tin của phân khu dinh thự biệt thự ven sông này. Còn chưa rõ cái lộ trình là triển khai và thi công như thế nào. Hiện tại là chúng tôi cập nhật cho các bạn là cái tình hình là tiến độ thi công tại cái phân khu dinh thự biệt thự của Masterai Thủ Đức để các bạn tham khảo. Thì, cảm ơn các bạn đã theo dõi, thì chúng tôi sẽ liên tục là cập nhật những cái thông tin và cái tiến độ của dự án để các bạn tham khảo. Các bạn quan tâm vui lòng để lại cái thông tin để chúng tôi tiện liên hệ và cung cấp cho các bạn cái thông tin nó dễ hơn. Cảm ơn các bạn. Cái kia là Vinhome các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.